Xin chào các bạn, mình là Long Time đến từ C Watch. Và từ trước đến giờ thì mình rất là chắc chắn về cái việc là cái dòng sản phẩm FC đến từ thương hiệu Frederique Constant thì rất là ít hàng fake. Tuy nhiên thì gần mới đây mình có được một anh khách đến bán cho một chiếc FC 303 này. Mới đầu nhìn thì mình bên ngoài có vẻ rất là ok. Tuy nhiên là khi mà mình để cho bảo anh đó là để lại cái đồng hồ này để mình xem kỹ hơn ấy, thì đây là một cái chiếc đồng hồ fake và fake khá là tinh vi. Nếu như mà các bạn không để ý kỹ hoặc là không có chuyên môn ấy, thì rất dễ mua cái chiếc đồng hồ fake này. Thì nó có thể rẻ hơn một chút, 1, 2, 3 triệu gì đó tùy vào cái người bán. Thế nhưng mà dù sao thì nó vẫn là đồng hồ fake. Và hôm nay thì mình đang có đây thêm hai chiếc chính hãng nữa, để mình sẽ có một cái video phân biệt cái đồng hồ fake và chính hãng, để các bạn có thể nhìn rõ hơn thế nào là đồng hồ fake, thế nào là đồng hồ chính hãng, để có thể trang bị cho mình một chút kinh nghiệm để đi mua một cái sản phẩm tốt để sử dụng trong cái dịp Tết này. Và sau đây phần intro. Ok, thì bây giờ mình đã có đến một chiếc 303 này, một chiếc 303 khác màu vàng và một chiếc thêm một chiếc Moon Face ở đây. Thì ba chiếc này đều là cùng một cái thiết kế cả. Tuy nhiên là đây là cái chiếc đồng hồ fake của chúng ta, còn đây là hai chiếc đồng hồ chính hãng. Thì bây giờ mình sẽ so sánh giữa một chiếc màu vàng này với một chiếc màu trắng. Đó, các bạn có thể thấy là nếu mà để mình chỉ cầm một chiếc này thì rất là khó, tại vì cái dial làm khá là giống, khá là đẹp. Vân Gulice Cloud de Paris rất là khá là tinh tế, cái chấm chia phút ở đây cũng rất là đều. Nhưng mà nếu mà khi mà mình cầm hai chiếc ở đây thì các bạn có thể thấy là cái nét chữ khác nhau. Ở cái chữ logo của Frederique Constant ở đây, chiếc đồng hồ chính hãng nó sẽ thanh mảnh hơn, sắc nét hơn. Đến phần số này cũng vậy. Còn ở cái phần chiếc fake thì chữ đậm hơn. Đó, không nét bằng. Các bạn có thể nhìn rõ hai chiếc này. Đây là về phần dial này. Các bạn có thể thấy. Bây giờ thì mình sẽ so sánh với cả chiếc màu trắng này. Cái chiếc hàng chính hãng bao giờ nó cũng nét hơn. Để hai chiếc gần nhau thì mình thấy cái vân Uriche bên này đẹp hơn. Đó, chữ chiếc này thì làm thô hơn hẳn. Đấy là phần dial, nhưng mà chắc là nếu mà so sánh với dial thì rất là khó khi mà bạn không có một chiếc chính hãng ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần dễ hơn để mình, đó là cái phần máy lỗ đáy ở phía sau này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là cái dễ nhất để nhìn ấy, ở đây ấy, là ở cái trên văng này. Chữ ở trên văng của hàng chính hãng dập rất là đẹp, rất là sâu, rất là rõ. Còn chữ ở trên văng fake thì dập nhạt và mờ, phông chữ xấu. Đó, một cái điểm nữa ở hàng chính hãng ấy, là trên các thớ của máy có hình vân xoáy, những hình tròn đồng tâm. Còn ở cái con hàng fake này thì máy hoàn thiện rất là sơ sài, không hề được đánh bóng các cái thớ máy này, nhìn rất là xấu và không hề có vân. Đó, đó là cách dễ nhìn nhất. Đây, mình cho các bạn xem trên này, vân rất là rõ, base rất là sáng bóng, hoàn thiện rất là tốt. Đó là một chiếc chính hãng. Còn trên này máy không hề có vân luôn. Đấy, nếu như mà không phải là một người có kiến thức ấy, thì sẽ rất dễ là mua phải chiếc đồng hồ fake này. Tại vì đây là một cái dạng fake khá là mới của Frederique Constant. Trước giờ thì hầu như là FC rất là ít hàng fake. Đó, và chiếc này thì họ bán ở ngoài thị trường có thể rẻ hơn khoảng 1, 2 đến 3 triệu, tùy vào người bán. Tuy nhiên ấy, thì giá trị thật của nó lại không đến như vậy. Thì mình cầm cả 3 chiếc các bạn xem. Đây. Đó. Nếu mà còn cái chi tiết nào mà mình liệt kê thiếu đây thì các bạn hãy comment và đóng góp cho mình nhé. Chúc bạn sẽ mua được một chiếc đồng hồ ưng ý và hãy bấm like, share, đăng ký kênh để ủng hộ bên mình. Và mình sẽ còn quay lại với những cái video với những cái phân biệt đồng hồ thật giả khác hay hơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.